về lại rồi, sắp đổi bờ tiền cá rồi. Hamster baby à, chạy bộ không? Ai về sắp đổi bờ tiền cá rồi. Hồi tôi cho lên sân thượng làm nhà cho, dở trong đây ngoan đi. Giờ ra ngoài không được đâu. Giờ con muốn ra hả? Ra thì ra, gì đâu. Nhưng mà con không được đi theo tôi uống, tôi phải đi chạy bộ á. Nha. Nhà ngoan nha baby. Baby thương tôi uống không? Éo thương hả? Éo thương cho vô lại. Thương hả? Thương cũng vô à. Yes, yes, yes. Ôi, màu đỏ chứng tỏ dân chơi. Mình đã về. Sắp được qua tiên cá rồi, thôi mình đi chạy bộ đây. Đây, kiếp đỏ đen đi chạy bộ. Đỏ và đen. Long hổ tranh đấu. Coi con rồng với con cọp con nào chạy mạnh hơn. Rồng bay. Chuẩn bị bay chưa? Bay cái gì rồi. Thôi các bạn sẽ được coi con rồng nó bay như thế nào nha. Chúng ta sẽ chứng kiến con rồng này nó bay, con rồng thần đàn. Ở bên quận 7 sạch đẹp đồ. Đường xá xanh tươi thơm tho đồ. Không chạy. Về quận 3 chạy vòng vòng đường phố vậy. Mình sẽ chạy bộ hết cái kênh này coi mất bao lâu nha mọi người. Đây. Lưu lại cái điểm này. 20 giờ 13 phút. Bắt đầu chạy bộ từ cầu Trần Quang Diệu. Đó. Rồi bắt đầu. Tiêu đang chạy bộ bước nhỏ hướng về phía Tân Bình. Mang trong tay bình nước bảo vệ môi trường của hãng Tupperware. Duy trì tốc độ không nghỉ như trận Việt Nam và Ả Rập trên vòng loại World Cup 2022. Đây là hoàn cảnh trên đường chạy. Mấy ông chú bà thím đang bàn về số đề. Hoàng Piano đang chạy trước mặt. Tôi đã chạy bộ được 5 phút. Giờ tôi vượt mặt Hoàng Piano. Và tôi chạy nép qua. Thấy rằng rác thải dưới sông rất nhiều, bao bịch nhựa ni lông quá là nhiều. Trời bền bồng. Xin quý vị, cô bác anh chị ý thức, đừng vứt rác thải nhựa xuống nước. Tôi tiếp tục chạy dí theo Hoàng Piano cho các bạn coi rác phía sau nhiều chưa. Bây giờ tôi chạy đến đường ray xe lửa. Khúc đường này chưa có vỉa hè. Số 1122 đường Trường Sa, phường 13, quận Phú Nhuận. Vỉa hè đã xuất hiện trở lại. Khu đường này hơi tối. Tôi vẫn tiếp tục chạy và không dừng lại.
có một số cô gái đang đứng trên cầu quá khách. Ế chắc mùa dịch Covid. Chỉ có người nữ mới làm được những chuyện như vậy, chỉ có người nữ mới có nhiều dục vọng như thế. Chỉ có người nữ mới kiếm tiền được bằng dục. Làm đàn ông chí lớn biển cả, sức mạnh, trí tuệ. Chúng ta phải cố gắng lên các bạn. Đừng để dục chi phối. Và phải bảo vệ môi trường nha. Tiếp tục nào. Không dừng lại. Bây giờ là 20 giờ 27 phút. Tôi đang ở chỗ mắt kính Việt Lan. Vẫn tiếp tục chạy, chưa dừng lại, nhịp tim nãy giờ ổn định, không có dừng lại. Chúng ta sẽ chạy một vòng trở về cây cầu Trần Quang Diệu là kết thúc, để coi mất bao nhiêu phút của ngày hôm nay nhá. Đi trước sẽ rất là cô đơn, dẫn đầu sẽ rất là buồn. Hoàng Biên ơi, cố lên. Anh ấy có vẻ chấn thương nhờ. Để xem hôm nay anh Hoàng Biên ơi sẽ hoàn thành một vòng của cái kênh này là bao xa, bao lâu, mất bao nhiêu phút. Tion vẫn duy trì tốc độ nhịp tim ở mức 85 đến 95. Tion đang chạy ở mức nhịp tim đó bởi vì tim tion đập chậm hơn người bình thường gấp 3 lần. Nên chạy lên ngang mức bình thường thì tim nó vẫn còn đập chậm nên không có mệt. Nên tion có thể chạy mãi mãi hoặc là bơi mãi mãi. Ghê chưa? Không tin à? Các vận động viên chuyên nghiệp hãy vô chơi với Tion. Tion chạy không nhanh, nhưng khi Tion chạy sẽ không ai chạy lại Tion, bởi vì Tion có thể chạy mãi mãi. Mặc dù Hoàng Bino chạy rất nhanh, nhưng bây giờ Tion chạy vượt lùi anh ấy cũng không giết kịp Tion. Ghê chưa mọi người? Cố lên Hoàng Bino. Có bị chấn thương không? Hoàng Bino nhẹ nhàng chạy chậm lại hơn. Chạy bước nhỏ hay chạy tại chỗ á? Ok. Bước nhỏ cũng mệt lắm á. Mà chạy bước nhỏ cũng mệt chứ. Vừa chạy mình còn đeo khẩu trang nữa, tất nhiên là sẽ mệt hơn người bình thường, nhưng mà như vậy tốt. Để mình kiểm soát được hơi thở. Rác thải dưới sông. Nãy giờ nhìn chạy hoài mà chưa thấy hết rác thải luôn đó. Nhiều quá. Tôi đang chạy tới đường Phạm Văn Hai. Vẫn là trên đường Trường Sa. Nhưng mà hình như là sắp hết. Sắp hết một vòng rồi. Hoàng Piano của chúng ta đã dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng tôi sẽ tiếp tục duy trì tốc độ 85 nhịp đập của quả tim tiên cá trên phút. Các động viên, vận động viên, các cầu thủ bóng đá mà muốn đá banh hay là phải bỏ đi dục. Bởi vì khi có người yêu rồi, mất tinh rồi, sẽ không giữ được khí và thần, sẽ không còn mạnh được nữa. Nên muốn mạnh thật sự, chúng ta phải làm chủ được hơi thở của mình.
Người mạnh thực sự là người biết làm chủ được hơi thở, kiểm soát được thân tâm ý của mình, kiểm soát được suy nghĩ, hành động, cảm xúc. Khi nào muốn cứng là cứng, khi nào muốn mềm là mềm, cứng mãi mãi được luôn. Thế mới lại là đỉnh cao của sức khỏe chứ. Hai các bạn, Tion đã chạy được 27 phút để đến cuối cây cầu này. Và đây là đến hệ thống xử lý nước thải. Tion không thể dừng lại nha mọi người, bởi vì tôi phải duy trì nhịp tim của tôi luôn. Nếu mà dừng lại nhịp tim nó sẽ thay đổi. Đây hệ thống xử lý nước thải, và cái phần nước ở cuối cây cầu này á, nó rất là thối, nó đọng nước quá ghê. Đây là Lotteria nằm trên đường. Đường gì vậy ta? Hoàng Sa, số 137, 1377. Rồi sang bên đây kìa ơi. Ok. Ôi. Ôi shit, nước này dơ quá, dừng lại coi một chút. Động rác thải nhựa quá nhiều. Và cống cực thối luôn. Công nhận anh Hoàng Vino bay lẹ quá các bạn ơi. Nãy đi xuống cuối cầu thấy xử lý nước thải ghê thật. Hello các bạn, nãy giờ tôi chứng kiến rất nhiều. Rất nhiều cảnh kỳ lạ trên cây cầu này. Là có giao dịch hàng trắng nè, có đi bụi nè, có tình yêu đồng tính nè. Mình chạy trên đường này thôi mà mình thấy được nhiều cảnh. Tôi đội cái nón này lên để cho cái mặt của mình nó nóng hơn nữa, cho cái đầu của mình nó nóng hơn, nhức đầu. Nó nóng như vậy á, chạy nó mới phê. Tôi đã chạy tới cao ốc Stress rồi, gần về cây cầu Trần Quang Diệu. Ai biết đâu đâu người ta vẫn bám sao xích sao nhở. Tới hồi nãy thấy chỗ kia là chơi hàng trắng, kéo kẹo. Qua đến một chỗ nữa tôi thấy mấy bạn trẻ hút thuốc lá. Tới một chỗ nữa tôi thấy mấy bạn trẻ đang ngồi cắt cần sa để hít. Cái gì vậy? Đây là đất nước Việt Nam đó hả? Các bạn không thành tiên cá giống tôi, chắc chắn các bạn sẽ bị khổ. Chìm đắm trong ngũ dục là khổ. Vừa chạy bộ, vừa đeo khẩu trang. Ai mạnh như tôi chạy liên tục. Mạnh như tôi ở tuổi 30 mấy á, quên rồi. Giờ người ta nói tôi chỉ có 20 tuổi thôi. Coi như tôi là 20 tuổi đi nha. Bây giờ là 20:59. Tôi sắp về tới đích rồi. Cây cầu Trần Quang Diệu nè. Coi lại bạn của tôi đâu rồi. Hoàng Piano. Hoàng Piano mất tích rồi. Ngựa mạnh là ngựa đường xa, chứ không phải là ngựa tua tốc độ. Đây, cầu Trần Quang Diệu. Đúng 9 giờ thì mình về tới cầu Trần Quang Diệu. Đúng 9 giờ mình về cầu Trần Quang Diệu, khởi hành lúc 20:13. Hỏi nãy giờ chạy bộ bao nhiêu phút?
47 phút. Hay quá, 47 phút. Rồi chúng ta sẽ đi bộ chậm chậm về nhà luôn. Vậy là đủ rồi. Nghe kìa. Sao mấy anh này không câu rác ha? Câu rác mới hay chứ câu cá bình thường ha. Mấy con cá dưới đây là nó ăn toàn rác thải, nó ăn toàn nước cống, nước thải. Ăn thịt nó vô toàn vi trùng không à. Đó. Mấy chú cá trê đây là nó đang giữ một cái vai trò là làm sạch cái kênh dơ bẩn này. Thả cá trê thì các bạn nên thả cá trê ở những vùng kênh như thế này, bởi vì đây là môi trường sống của cá trê. Nếu các bạn thả cá sông vô đây, cá sông chắc chắn sẽ chết. Cá sông là cá gì? Là cá chép. Ở đây chỉ thích hợp thả cá trê, cá rô, cá lóc. Cá trê ở trong đây mà còn chết nha mọi người. Hỏi các loài cá khác sống sao nổi kìa. Chết nổi lên bờ luôn kìa. Đấy.